khi mà Hoàn làm cái này thì về những cái ví dụ như là về vận hành này, thì những cái này thì mình có phải đi học ở đâu không, hay là nếu mà mình là nhà đầu tư đúng không, mình không hiểu gì về làm cái cơ chế để vận hành cái này đúng. Thì làm cái cách nào mà để mình có thể tham gia được gọi là vào cái ngành như của bạn mới đúng không? Mới. Bởi vì bản thân thì mình cũng xuất phát từ bất động sản. Khi mà mình lên đây, mình xác định cái mục tiêu của mình lên đấy là thay đổi một vùng đất. Chính thay xác. Đổi cho Phình Hồ là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn. Toàn bộ 100% đồng bào người Mông. Và toàn bộ nhân viên của bạn đang làm là người địa phương. Hiện tại bây giờ mình đang có khoảng tầm 70 nhân sự đang làm việc cho mình. Mình đang làm cả farm ở trên này nữa. Đó. Đấy là cái giá trị mà không những là chúng ta là làm kinh doanh mà chúng ta còn mang lại được cái giá trị cho địa phương, cho cả địa phương ở nơi đây nữa, cho không những riêng là cho nhà nước mà cho cả người dân. Đấy là cái điều mình rất là trân trọng các bạn ở đấy, mà điều mình chưa thể làm được. Thì mình cũng đi trải nghiệm tất cả các nơi. Bắt đầu khi mà mình trở về quê hương thì mình cảm thấy là quê hương mình cũng rất là đẹp. Mình đi rồi mà mình quay trở về mà mình nhìn thấy được rằng là đây nó cũng là một cái gì đó, bởi vì là cái mình đang có lớn hơn những cái khác ấy, đó chính là tình yêu quê hương nữa. Yes. Nên là mình nhìn được tất cả những cái vẻ đẹp của nó và mình muốn là đánh thức nó dậy. Và trước khi đi lựa chọn ấy thì mình cái câu là lựa chọn hơn nỗ lực mà. Mình phải chọn những cái điểm nào mà tiền không thể mua được. Những cái gì mà xung quanh mình nó phải là nhất. Thì mình đang chọn dựa vào thiên nhiên, bởi vì mẹ thiên nhiên mới là cái mà lớn nhất để che chở cho mình. Yes. Thì tôi đang dựa toàn bộ vào thiên nhiên. Đấy. Là Hoàn rất giống mình ở cái, nhưng mà Hoàn là đi trước, tức là Hoàn cũng đã phải làm bất động sản như giai đoạn bây giờ chúng tôi đang làm. Thì mình là người đi sau mà. Thực ra thì chúng tôi đang là một đơn vị non trẻ. Nhưng cũng hy vọng là 5 năm tới thì sẽ lại được như Hoàn về đây đúng không? Ngự trị khoảng vài trăm hecta đất làm dần đó. Đấy, và mang lại giá trị cho địa phương. Đúng rồi. Cũng mong là Trung Thực Land thì sau giai đoạn phát triển ban đầu thì sắp tới thì sẽ được làm với Hoàn một số cái khu như kiểu là lau camping như này.